Hôm nay Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì em về thêm được cho mình một chiếc xe Hyundai i10 với lớp sơn màu xám đẹp. Không những sở hữu cho mình một lớp sơn màu xám đẹp mà em i10 này là còn một bản nhập đủ cho em. Một chiếc i10 bản nhập khẩu và cũng là bản đủ cho em. Đời 2015 số sàn và trang bị động cơ chỉ có 1.2 thôi. À không, con này chỉ có 1.0 thôi. i10 bản đủ trang bị động cơ 1.0. Giá chào bán mà em Lê Hương đang chào bán tới tại khách hàng nhà mình là bao nhiêu? 240 triệu cho một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ nhá. Chỉ có 240 triệu. Bản nhập khẩu đời 2015 trang bị động cơ 1.0. Và bây giờ thì em Lê Hương xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em xem option của con i10 bản đủ này nó có những gì nào. Mặt ga lăng thì có nổi bật là logo của Hyundai rồi này. Cụm đèn pha phía trước là halogen siêu sáng, thiết kế to bản và hơi sách lên, không hề hấp hơi hay là mờ nước. Có đèn gầm đầy đủ cho em. Hai bên đèn pha đều sắc nét cho em nhé, không hề hấp hơi hay là mờ nước đâu ạ. Và với bản đủ thì sẽ trang bị cho mình những gì? Bên ngoài thì có đèn gầm này, la răng thể thao này, phanh ABS và có xi nhan trên gương. Đấy là một điều để nhận biết dễ nhất là khi một con bản đủ nó sẽ như thế nào đúng không ạ? La răng thể thao đây các bác này. Quỳ gối khom lưng để quay cho mình chi tiết về la răng này, phanh ABS này, gầm bệ không hề bị mục mọt, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên tay nắm cửa và tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp cho em rồi. Gương kính liền đời theo xe, chỉ với 240 triệu. Nếu như bác nào chỉ cần chậm tay chậm chút một chút thôi, khi mà em đã đăng video clip này lên thì rất khó có thể đời sở hữu cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản nhập đủ tiếp theo mà lại đẹp được như thế này đúng không ạ? Các bác nhìn cho em này, lốt bấm đinh tán này, ốc này, lốt thoát nước tròn xoe này, không hề bị reset này, táp ly không hề mòn bóng, tay nắm cửa sáng choang, ốc bản lề còn khít nguyên cho em, không hề bị dão, không hề vặn xoáy. Điều hòa các thư thanh hướng chỉnh gió đây, cực chất cho em nhé. Bên trong thì có cho em là màn hình giải trí siêu to, một cái màn hình cova xịn siêu to này, cam hành trình đầy đủ luôn. Một chút sang bên kia thì em sẽ quay về phần vô lăng nhé. Em quay bên đây trước. Bản đủ thì sẽ có túi khí an toàn ở trên vô lăng. Ghế da cao cấp mới đét đẹp, đẹp cho em luôn. Gioăng cửa thì không hề một phần nào bị rách này, không hề một phần nào bị mục mọt luôn. Móc khóa cửa sáng choang cho em. Từng con ốc ở cánh bản lề này, ở cánh cửa bản lề này không hề bị vặn xoáy nhé. Quá là xuất sắc cho một chiếc xe Hyundai i10 đời 2015 bản nhập khẩu, lại còn là bản đủ nữa. Mà giá em Hương chào bán bao nhiêu? 240 triệu. Gương kính này từng cái tiểu tiết chi tiết liền đời theo xe cho em. Bản đủ sẽ có xi nhan, màn hình giải trí đề lộ thông minh, xi nhan trên gương, la răng thể thao, nút bấm một chạm thông minh. Đi hơn đò sâu hơn bên trong thì táp ly cửa đẹp căng cho em này. Keo chỉ ghim đây. Ốc bấm đinh tán này, lộ thoát nước này, gioăng cửa ôm xuyên suốt hết phần khoang miệng của cánh cửa, không hề một phân nào bị mục mọt. Móc khóa cửa sáng choang. Ốc bản lề đây ạ. Với form dáng hatchback, các bác nghĩ rằng xe này cụt nắm ngắn lắm, nhưng với 1m70 như em cũng gần cao các thanh niên rồi. Mà ngồi lên thì cực kỳ thoải mái luôn. Ghế da êm chắc chắn và sạch sẽ. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế trước cách nhau có phải đến 40cm nữa mà vẫn chưa chặn vào chân và ghế đâu ạ. La răng thể thao rồi. Phanh hai bánh trước là phanh ABS, hai bánh sau là phanh tang trống này. La răng đẹp gầm bệ đây ạ. Quay sát cho mình xem gầm bệ nhé. Một cô gái ngoan cố là em đây. Đó chính là vừa ngoan vừa cố gắng này. Mỗi lần review xe thì em lại chui hết vào các ngóc ngách của xe. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như thế này. Cam hành trình có rồi, màn hình có rồi thì tất nhiên cam lùi không thể thiếu. Và với bản đủ nhập khẩu này thì sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Grand i10 có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Cụm đèn hậu thiết kế siêu to luôn, ăn hơi sâu một chút vào khoang lắp cốp. Nhưng đến phần như thế này nó sẽ tách ra nhé. Nhiều con thì nó sẽ thiết kế là cái đèn này ăn luôn vào khoang cốp, nhưng đây đến đây là nó sẽ thiết kế lõm phần này vào để nguyên cái phần cụm đèn này ở bên rìa nhé. Đường dập lổi trên thân xe các bác nhìn góc ốc nghiêng cho em này. Cái mõm kia nó là cái đường sản xuất nó như thế nhé, không phải là nó bị húc hay nó bị gì mà thế cả. Đường dập lổi này cũng như các cái đường uốn lượn để cho xe nó mềm mại hơn đúng không ạ? Tự tin quay góc nghiêng cho mình. 5,1 lít trên 100 km thì đúng là vừa ngoan vừa hiền vừa ăn ít rồi. Cốp xe phía sau của chiếc xe này, ôi,
áo ghế này. Thì nó là áo ghế cũ của xe đây, nhưng mà đã thay cho mình một bộ áo ghế mới rồi. Cái vô lăng trước là tay cầm là nó một cái lì quá là lỏng, nên là em đã thay cho các bác một cái vô lăng tay cầm mới bằng da thể thao đẹp. Đây là vẫn cứ để vào đây. Phía sau cốp hatchback thì không hề bé như các bác tưởng tượng đâu ạ, cực kỳ to luôn. Vali bàn để đồ của con đi học, ba lô vali đi chợ về quê thoải mái này. Dụng cụ tăng kích nốt lốp sơ cua còn nguyên. Và em đã thay mới cho mình một cái bọc ở trên vô lăng cũng như là ở phần ghế da bọc hết lại rồi. Quay cho mình keo chỉ ghim này, máng nước của phía sau này, nút bấm đinh tán này, tăng trống lên này. Quay thật là chi tiết nhá, tự tin khoe cho mình tất cả những cái mà cái nào em cũng quay hết luôn. Đấy, ốc ca băng gì được, nút bấm đinh tán này, ốc này không hề bị vặn xoáy luôn. Tốt đẹp thì phơi ra mà xấu xa thì đậy lại, như đây em có như thế nào thì mình có nói luôn trực tiếp đúng không ạ? Kính thì niền này, hơi bụi một chút thôi. Đứng ở góc nghiêng bên này cho mình nhìn thấy luôn. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe thì cực kỳ sắc nét. Form dáng hatchback nhỏ gọn Granny 10, cam nùi, cam hành trình, đề lổ thông minh. Có mắt cảm biến va chạm phía sau tận 4 mắt luôn, để khi mình lùi nó sẽ báo hiệu cho mình nhé. Tay lắm cửa, ốp mạ chrome, gương kính, tất cả những cái gương kính bé nhất cũng là liền đời cho em. Táp ly không hề bị mòn bóng này. Ốc cánh cửa, ốc bản lề đem quay kỹ cho mình nhé. Kệ bước chân lên xuống sắc sáng choang cho em này. Ghế da bọc lại rồi, rất là mướt luôn, căng đét là đẹp luôn. Táp ly này, quay cho mình phần keo chỉ ở phần cánh cửa này. Chi tiết hết. Để khi các bác có ở Kon Tum, Lâm Đồng, như ví dụ hôm nọ vừa rồi một bác ở trong Đắk Nông, Đắk Lắk, ship xe vẫn ship bình thường. Nhìn qua video, em báo video thực chất như thế này là các bác có thể nhìn qua video của em rồi. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Táp ly cửa đẹp căng luôn. Các phím bấm hạ cửa kính chỉnh kính hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây, các bác nhìn này, từng con ốc nhỏ nhất, móc khóa này, sticker sản xuất này, chỉnh ghế cho em này, điều hướng này. Có tắt bật cảm biến nhớ, với xe có cảm biến sẽ có nút tắt bật cảm biến này. Kể cả những cái như là côn này, phanh này, ga này, ốp hết cho em rồi. Quá là cẩn thận đúng không ạ? Từng cái núm điều hòa cũng còn nguyên. Mặt đồng hồ đây, hiển thị sắc nét này, màn hình giải trí Cova, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, đề lổ thông minh start top. Có cái tàu thuốc ở đây luôn này. Cần số đây, sáng quang cho em. Tay phanh luôn. Có cái hộc để đồ này. Có cái đây, cái vô lăng lúc vừa là bằng lì thì em đã bọc cho em nó một cái vô lăng thể thao màu đỏ như thế này. Nhìn rất là xịn đúng không ạ? Nhìn rất là xịn này. Có bản đồ, sẽ có túi khí an toàn trên vô lăng này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng nghe gọi lách tăng giảm âm lượng. Không phải là vì che khuyết điểm mà em bọc cho nó một cái vô cái áo đâu, mà là thôi cứ bọc vào cho nó thể thao mà nhìn rất là đẹp. Mà các bác nhìn này, em bậy ra bên trong này, sáng choang, cái da còn đẹp nguyên chứ không phải là vì che khuyết điểm đâu. Đôi khi mình trang trí thêm một chút cho nó cuộc sống nó sinh động thôi. Đây các cái lút đèn này, sấy sưởi kính này, táp ly này, đèn này còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Rất là đẹp luôn. 240 triệu để sở hữu cho mình một chiếc xe bản đủ Grand i10. Không thiếu một cái option nào, giống như một chiếc xe đắt tiền hơn. Đã là bản đủ thì có thiếu cái gì đâu đúng không ạ? Nhưng mình chỉ mất có 240 triệu thôi mà đi được một chiếc xe bản nhập khẩu số tự động thì còn gì bằng đúng không ạ? Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Grand i10 bản nhập khẩu đời 2015. Bản đủ nhá, nhập khẩu cho em đây. Các bác nhìn cái phần nước làm mát cho em này, nhìn cái màu xanh này, nước làm mát màu xanh màu đỏ, chứng tỏ là một điều bác chủ cũ cực kỳ yêu xe và gìn giữ. Nếu như nhà bác khác thì bác sẽ đổ nước lã vào nếu như hết nước làm mát đúng không? Nhưng với các bác chủ nào thật sự yêu xe và gìn giữ xe thì nước làm mát hết là ra hiệu phải đổ ngay đúng không ạ? Không đổ nước linh tinh vào. Cái ống này còn nguyên cho em này. Động cơ này sạch đẹp, không hề rỉ dầu, không hề rỉ nước này. Khô đét cho em đẹp luôn nhá, không đâm đụng, không đâm xô nhá. Hồ sơ pháp lý đẹp này. Quay tai đèn này, từng con ốc này, nút bấm đinh tán này, keo chỉ lắp cabo này, nút bấm đinh tán nữa đây. Những cái này là vừa là nhà sản xuất thiết kế ra, nếu như mà mình có đâm đụng thì làm sao mà tán tròn được, vừa là lỗ thoát nước cho mình luôn. Lúm cao su này, máng nước này, ốc đèn này, đầy đủ cho em luôn.
Vừa rồi thì em đã quay một video rất là chi tiết rồi, vì nó có quá nhiều option lên một video rất là chi tiết. Cho chiếc xe i10 bản đủ đời 2015, số sàn trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi. Em Hương đang bán là 240 triệu. Em sẽ hoan hỉ cho bác nào thật sự yêu thích mẫu xe này, em sẽ bao rút hồ sơ cho mình và có gia lộc thêm cho mình nữa. Nên những bác nào thật sự yêu thích thì nhấc máy lên và gọi cho em qua số điện thoại 0354602790, cũng như là inbox qua Zalo cho em, hoặc có thể đến trực tiếp với địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương để chạy thử và cảm nhận xe nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc thật là năng lượng, cũng như là có một cái ngày nghỉ sắp cuối tuần rồi mà, có những ngày nghỉ bên gia đình thật là ấm áp và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. i10 240 triệu.